ngày 15 tháng 4 năm 2022 nhằm ngày 15 tháng 3 năm Nhâm Dần tại chùa Giác Tánh, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, đạo tràng chùa Giác Tánh phối hợp cùng với công ty Chemtech & Car đã tổ chức trao quà từ thiện cho người bán vé số, người khiếm thị và tặng học bổng Nguyễn Hữu Thọ. Buổi phát quà có sự hiện diện của Thượng tọa Thích Thông Đức, Phó Ban Trị sự Phật giáo quận Tân Bình, kiêm Phó chủ nhiệm lớp sơ cấp Phật học quận; Thượng tọa Thích Từ Trí, Phó Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo quận, viện chủ chùa Giác Tánh; Đại đức Thích Trí Lực, trụ trì chùa Giác Tánh, trưởng ban tổ chức; và Chư Tăng Bổn Tự, cùng đại diện Ban Tuyên giáo Mặt trận Tổ quốc quận Tân Bình. Trước khi đón nhận những phần quà, mọi người tham gia thời khóa tụng kinh niệm Phật dưới sự dẫn dắt của tăng chúng trong chùa. Chương trình phát quà từ thiện là hoạt động truyền thống của chùa Giác Tánh với sự trợ duyên của chính quyền địa phương và các mạnh thường quân. Chùa Giác Tánh đã trao tặng 100 phần quà, mỗi phần trị giá 250.000 đồng để giúp đỡ cho người khiếm thị. Cùng đó, tặng học bổng cho tăng sinh lớp sơ cấp Phật học quận Tân Bình và các em học sinh vượt khó trên địa bàn quận, tổng trị giá gần 270 triệu đồng. Anh Nguyễn Thanh Liêm, một trong những người khuyết tật bán vé số, đã rất vui khi nhận được chiếc xe lăn lắc mà bấy lâu nay mơ ước để phục vụ công việc di chuyển của mình. Nhìn vẻ mặt, ánh mắt niềm vui mừng, anh Liêm chia sẻ. Em thì đi bán vé số thì cũng muốn kiếm chiếc xe đỡ đi qua đi lại cho đỡ cực hơn. Rất là vui mừng, đỡ khỏi đi mưa gió có xe đi, đỡ bò nó đỡ khổ. Cảm ơn thầy, cảm ơn hành quân. Nhân đây, đại đức trụ trì chùa Giác Tánh cũng cảm ơn chính quyền địa phương và công ty trách nhiệm hữu hạn công nghiệp Chemtech Uncoat đã đồng hành giúp đỡ cho các công tác từ thiện xã hội của chùa đạt được nhiều thành tựu tốt đẹp trong thời gian qua. Hôm nay hoạt động cũng là chia sẻ học bổng của Nguyễn Hữu Thọ và cúng dường cho các chư tăng đi học các lớp, cũng như là từ sơ cấp đến trung cấp, cao đẳng và cử nhân đến thạc sĩ. Thì mỗi năm cùng chùa Giác Tánh cùng cái công ty Chemtech cũng như toàn thể quý nam nữ Phật tử, các mạnh thường quân trong và ngoài nước đã ủng hộ và hỗ trợ cho những chương trình từ thiện thiện viện của chùa Giác Tánh. Thì ngoài bên cạnh đó thì cũng biết yêu thương chùa Giác Tánh, cũng trong mùa dịch đã hoạt động xuyên suốt. Thì sau hết mùa dịch rồi, chùa Giác Tánh cũng thấy bà con cũng kiến thức ăn chay, cho nên chùa Giác Tánh và biết yêu thương vẫn tiếp tục hoạt động mỗi ngày bên cạnh để phát cho những người bà con giấy số và chay, và cũng là kích thích cho mọi người cùng ăn chay để gây môi trường xanh cho đất nước. Được biết, ngoài các chương trình từ thiện, chùa Giác Tánh còn duy trì bếp ăn yêu thương hàng ngày từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát lần thứ tư đến nay, với hàng trăm suất cơm chay mỗi ngày. Chính quyền địa phương đánh giá cao những hoạt động từ thiện của chùa Giác Tánh. Dưới hướng dẫn của Thượng tọa Thích Từ Trí, chùa đã chung tay cùng chính quyền quận chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho những mảnh đời bất hạnh và gia đình khó khăn có được nhiều niềm vui trong cuộc sống.